trở về với thánh đường chiều hôm nay để long trọng khai mạc mùa chay, bắt đầu với thánh lễ lễ tro. Và vì có sức tro sau bài giảng, cho nên việc sức tro được thay thế bởi kinh thương xót và kinh cáo mình. Giờ đây trong tâm tình của mùa chay, chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, ngày hôm nay tất cả chúng con ăn chay hạ mình để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp chúng con hằng biết sống khắc khổ để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, người là Thiên Chúa và là Con Chúa, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chính sách tiên tri Gioan. Bây giờ Chúa phán: các ngươi hãy thật lòng trở về với ta trong chay tình, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chứ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giàu lòng thương xót và biết hối tiếc về tai họa. Biết đâu Người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc để có của lễ hiến tế dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Hãy thổi kèn lên khắp Sion, hãy ra lệnh ăn chay, triệu tập một đại lễ, quy tụ dân chúng, ra lệnh mở đại hội, tập hợp các vô lão, quy tụ các thiếu nhi và các trẻ còn măng sữa. Tân nương hãy ra khỏi nhà, và tân nương hãy ra khỏi phòng. Các tư tế là những kẻ phụng sự Chúa, hãy đứng giữa cửa chính và bàn thờ mà than khóc và kêu lên rằng: lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa, xin đừng để cho cơ nghiệp Chúa phải hổ thẹn, đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng: Chúa của chúng ở đâu? Chúa đã nhiệt thành với xứ sở Người và đã tha thứ cho dân Người. Đó là lời Chúa. Xin xót thương con.